anh qua vậy? Thanh lý giá tốt nha anh em nha, anh em nào cần liên hệ nha. Này là súp quả tiễn của hãng EBB, này xài từ sắt chứ không phải từ neo. Hàng nhập nguyên con gì luôn. Còn lẻ ăn con cho nên là mình thanh lý á, anh em nào cần thì liên hệ có số điện thoại. Đánh cực kỳ là quy lực luôn. Hãy quay quay vô cái hầm. Hầm nó sâu quá nó bật đèn led lên cho tới. Quay vô cái hầm coi. Xa chút cho anh em nhìn nhìn rõ chút. Súp mà nó quấn gì nhà cửa gì lông ốc khiếp. Như thôi rung quá chịu không nổi. Rung hồi rớt mấy cái dàn giáo này xuống chết luôn á. Đây. Này là súp hầm đôi nha anh em, súp hầm đôi 40, 40 này sử dụng từ sắt, như là bát của RCF thì phải. Của hãng EVB Audio. Đây. Hàng mới. Nhưng mà hôm một cái lắp cao kê nó lẻ còn một cái và thanh lý, anh em nào mua thì liên hệ số điện thoại mình có để trên màn hình livestream đó ha. Đây. Cái này có thể đi lắp cao kê mấy cái phòng bay, phòng lớn này kia rồi, hoặc là mình có thể làm giảm thanh đi đám cưới này kia được, bổ sung súp này nọ được. Một quả như này là quýnh bằng cặp súp đôi 5 tấc luôn, đánh tiếng rất là chắc. Lực vô cùng luôn ha. Bóc cái nắp ra. Để gì? Nó là cùng chung mẫu với lại mẫu súp quả tiễn Vera S30. Mẫu súp đôi như thế này.